Cái này của anh đi lân rồi, và anh lên Buôn Ma Thuột tạo mầm chờ con phát năm luôn, và anh đã lên cử mầm cứ một luôn hồi sáng rồi đó. Thì bà con mình hỏi Phi Hùng rất là nhiều về cái bộ giải pháp tạo mầm chờ, đặc biệt thời điểm nào mà mình xử lý cái bộ giải pháp này khi mà không cần bón lân. Là anh có làm rồi, là thấy nắng quá cái nó hay bị cháy lá đó cưng. Dạ. Hôm nay mình có cái giải pháp là mình cho nó cái lá vàng lá, mình như quản lý được cái trái lá mà phải lá phải dày. Huyền Nhi kính chào quý khán giả cùng quý nhà vườn thân mến. Thưa bà con, trong vài vụ sầu riêng gần đây thì giải pháp tạo mầm chờ bằng Arigon 620 với kali rắn đã chiếm được thị hiếu của rất nhiều bà con. Nó có thể dùng để hỗ trợ hoặc là trực tiếp thay thế cho cách gãy lân thông thường. Vâng, và để giúp cho bà con mình nắm thêm thông tin về thời điểm ứng dụng và liều lượng thì phóng sự thực tế ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về giải pháp này nhé. Thăm vườn đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa tuôn dài. Để có sầu ngọt đến tay, nhà vườn đã phải thức ngày thức đêm. Sầu riêng, không biết ai đã đặt cho loài cây này cái tên nghe đượm buồn đến thế. Mang trong mình phần thịt vàng ươm cùng vị ngọt béo hấp dẫn. Nhưng để tạo được một trái sầu riêng ngon gửi đến tay người tiêu dùng, bà con nhà vườn mình đã phải trải qua lắm vất vả. Là vùng trồng sầu riêng mới của tỉnh Đồng Tháp, bà con xã Thanh Mỹ, Tháp 10 được kế thừa những kinh nghiệm của anh chú đi trước. Nhờ đó mà trong cách đào mương lên liếp hay cách trồng cây cũng mang nhiều nét tiến bộ. Ghé thăm vườn tri 6 của anh Thái đang độ tạo mầm, anh em thật sự cảm thấy vui sướng khi bộ tạo mầm chờ bằng Arigon 620 An Phát Nông với kali trắng hiện đang được bà con hưởng ứng một cách tích cực. Anh Thái ở Thanh Mỹ, Tháp 10, Đồng Tháp. Mình đang canh tác đây, giống này là giống B6. Cái này của anh đi lân rồi, và anh lên Buôn Ma Thuột tạo mầm chờ của An Phát Nông luôn, và anh đã lên cử mầm cử một luôn hồi sáng rồi đó. Tại vì anh cũng coi trên YouTube đó của An Phát Nông mình nè, thì anh thấy bộ mầm chờ nó cũng hay hay, tại vì nó so với mặt bằng năm nay mưa nhiều nè, rồi anh thấy mình như mình thêm cái lượng lân cho nó về khúc sau á, anh thấy nó cũng được, cho nên anh thử làm coi sao. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đưa tin, thì những ngày cuối tháng 6 âm lịch, thời tiết bắt đầu rơi vào trạng thái Enso trung tính, tức chuyển đổi dần từ El Nino sang La Nina với xác suất cao rơi vào cuối năm nay. Thời tiết có xu hướng diễn biến phức tạp, mưa tập trung và xảy ra nhiều cơn bão trong đất liền. Đứng trước diễn biến này mà việc tưới dặm bằng Arion 620 với kali sunfat của anh Thái được xem là khoản đầu tư vô cùng cần thiết. Là một phi là 200 lít của mình á, là tưới phân 10 đến 12 gốc, là khoảng 3 kg đến 3 kg rưỡi kali trắng, cộng thêm một chai Arigon 620 của An Phát Nông. So với anh gãy, từ cái lúc anh gãy lân là lân Ninh Bình hay mà nó cho gõ, cho tới cái lúc mình tạo xịt cái bộ tạo mình tưới bộ tạo mình chờ là khoảng 7 ngày. Là so với trung bình là cặp lá khoảng số 3 nó mở đó. Là anh xài cái tạo mầm chờ là anh tưới đó. Nói chung anh thấy tạo mầm chờ thấy cái lá nó hơi mau già hơn. Mau già với nó xanh, cái màu nó hơi đậm hơn. Làm ra một trái sầu riêng đã khó, khâu buôn bán lại có nhiều tiêu chuẩn dè dặt hơn. Nhất là khi năm nay, doanh nghiệp nước nhà liên tục nhận được phản hồi của Trung Quốc là thị trường nhập khẩu sầu riêng lớn của Việt Nam về vấn đề dư lượng kadimi đã làm ảnh hưởng lớn đến tính an toàn của nông sản. Từ đó, bộ giải pháp tạo mầm chờ, bên cạnh đảm bảo sầu riêng được ra bông tốt thì nó còn không chứa kadimi, nên sẽ là một cách nhìn mới, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn bền vững. Có cầu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mặc dù giải pháp này có thể ứng dụng rộng khắp các vùng trồng sầu riêng, nhưng tùy tình huống và nhu cầu sử dụng thì sẽ có những lưu ý riêng. Bà con thân mến, sau khi cái video clip mà Phi Hùng gửi tới bà con mình tham quan vườn của anh Tiến ở Phú Phụng, Chợ Lách, Bến Tre đó bà con,
thì bà con mình hỏi Phi Hùng rất là nhiều về cái bộ giải pháp tạo mầm chờ, đặc biệt là khu vực miền Đông Tây Nguyên, thì hỏi Phi Hùng là năm sau thời điểm nào mình sử dụng được cái bộ giải pháp tạo mầm chờ này, và khu vực miền Đông Tây Nguyên thì mình có cần xé học khi mà mình ứng dụng cái bộ giải pháp tạo mầm chờ này hay không. Và bên cạnh đó thì một số bà con mình ở khu vực miền Tây chuẩn bị mình bón lân, thì hỏi thời điểm nào mà mình xử lý cái bộ giải pháp này khi mà không cần bón lân. Thì ở đây Phi Hùng xin gửi tới bà con mình những cái lưu ý khi mình ứng dụng cái bộ giải pháp tạo mầm chờ. Có ba cái lưu ý như thế này bà con. Đó chính là lưu ý thứ nhất là mình ứng dụng bộ giải pháp tạo mầm chờ trong cái quy trình canh tác bình thường. Có nghĩa là ở đây á, bà con mình cứ thực hiện thao tác bón lân bình thường thôi bà con. Lân tan chậm, lân tan nhanh thì mình bón theo đúng cái cơ đọt cây sầu riêng. Và sau khi bà con mình thực hiện thao tác bón lân xong thì mình có cái mốc là tầm khoảng 10 tới 12 ngày sau khi mình bón lần, mình sẽ tưới cái bộ giải pháp tạo mầm chờ này một lần ha bà con. Thì liều lượng thì chắc bà con mình nhớ rồi, 1 lít argon mình cộng với 4 kg kali trắng, mình hòa cho 200 lít nước, mình tưới dao động từ 8 tới 10 cây. Đó chính là cái thời điểm sử dụng lần thứ nhất. Thời điểm sử dụng lần thứ hai là mình thay thế hoàn toàn cái lân gốc. Thì như Vi Hùng chia sẻ rồi, đây là một cái bộ giải pháp nó sẽ có cái xu hướng là cung cấp cái lân tạo mầm mau và cũng như cung cấp hàm lượng kali cần thiết cho cây sầu riêng mình nó mau. Tại vì mình cung cấp qua dạng dung dịch mà bà con, khi mình tưới thì cây sầu riêng mình sẽ lấy được liền. Và bên cạnh đó cái lân mình đưa vào trong cây là lân phốt phai 2 chiều, nên cái tốc độ mà cây hấp thu nó rất là mau. Nếu mà bà con mình muốn ứng dụng cái bộ giải pháp này trong cái quá trình mà mình không bón lân gốc, thì bà con mình lưu ý giúp Phi Hùng là mình sẽ tưới ở cái thời điểm là cặp lá thứ 3 chuẩn bị mở hoặc là mở nhẹ nha bà con. Thì ở thời điểm này chắc ăn là trong vườn của mình là đọt nó đã đồng loạt rồi bà con, đọt nó đã đều rồi, nó một màu rồi. Thì lúc này bà con mình tưới giúp Phi Hùng ở thời điểm Phi Hùng đã nhắc nhớ bà con mình, đó chính là cặp lá thứ 3 của cơ đọt cuối chuẩn bị mở. Thì cái liều lượng thì cũng như vậy thôi bà con, 1 lít argon 620 mình cộng với 4 kg kali trắng mình hòa, mình tưới thay thế cái lần bón gốc. Và một cái điều như thế này bà con mình nói là năm nay cơ đọt sầu riêng mình không có đều, mà lỡ tưới ở thời điểm này rồi khúc sau có một số cây á nó bị đi đọt nữa thì mình có bổ sung được hay không. Thì xin thưa với bà con mình, nếu mà giai đoạn khúc sau vườn của mình có một số cây nhóm đọt nó đi, thì bà con mình để lại cái kali trắng giùm Phi Hùng, chỉ dùng cái argon 620 để mình bổ sung thêm lần thứ hai. Thì cái liều bổ sung lần thứ hai thì 1 lít argon 620 mình hòa cho 200 lít nước và mình tưới cái liều loãng hơn xíu là dao động từ 10 tới 12 cây. Đó chính là hai cái lưu ý đầu tiên. Và một cái lưu ý như thế này bà con, đó chính là bà con mình xử lý xong, mình tạo mầm hai cử xong luôn rồi mà còn 5 ngày nữa lên bắt lo, mà thấy cây mình nó chưa đủ lân, bà con mình hỏi bây giờ chưa đầy bạc mà mình còn cái gốc trống thì mình tưới cái bộ giải pháp này được hay không. Thì xin thưa với bà con mình, tưới được bình thường bà con. Nếu mà trường hợp mình xác định cây mình chưa đủ lân mà mình chưa phủ bạc thì bà con mình có thể ứng dụng tưới bình thường. Đó là cái lưu ý thứ ba mà Vi Hùng muốn nhắn gửi bà con mình. Và bên cạnh đó thì những trường hợp mà giống như là mình tạo mầm tầm khoảng 30 ngày mà cây mình chưa ra, mình dở bạc xong thì mình mượn cái cử tạo mầm chờ này vừa cung cấp lân vừa ngừa nấm bệnh dưới rễ, mình có thể tưới luôn bà con. Đó là những cái lưu ý và cũng như những cái điểm nổi trội của bộ giải pháp này. Thật sự khi mà Phi Hùng phát triển bộ giải pháp này lên đó bà con, thì cái mong muốn nhiều nhất là hỗ trợ tối ưu hóa cho cái công lao động của nhà vườn và đem lại cái hiệu quả cao nhất để cho bà con mình tối ưu năng suất. Bà con thân mến, tưởng chừng như rải lân là giải pháp duy nhất để tạo mầm hoa sầu riêng. Tuy nhiên, sự ra đời của giải pháp tạo mầm chờ đã góp phần thổi thêm nguồn gió mới vào trong canh tác. Huyền Nhi mong rằng là với những phần tư vấn của kỹ sư Phi Hùng vừa rồi sẽ làm giải tỏa được những băn khoăn của bà con về bộ công thức này. Vâng, và phần tiếp theo của chương trình, Huyền Nhi xin mời quý khán giả hãy cùng ban biên tập và anh Thái tiếp tục ra thăm vườn và lắng nghe những tâm sự của anh trước khi bước vào mùa vụ mới nhé. Vườn sầu riêng của anh Thái chỉ làm hai bờ, giữa là con mương to, cây hứng được luồng nắng tốt từ nhiều phía, cành lá cũng trở nên to khỏe. Khi mặt trời đã đứng bóng, cái nóng cũng hầm hì trong từng lớp nón, lớp áo. Anh Thái kéo anh em đến góc sầu riêng như một chiếc dù tránh nắng. Đứng ở đây có thể cảm nhận được tiểu khí hậu mát mẻ, nó mang đến cho con người cảm giác dễ chịu và thư thái. Đang tâm trạng tốt, anh em bắt đầu lót dép ngồi và vẽ ra kế hoạch chăm sóc trước thềm mùa vụ mới. Đầu tiên là xử lý lớp rong rêu bám dày ngoài vỏ cây. Đây sẽ là vật cản và là nơi tích lũy nước mưa, mầm bệnh làm hại đến mắt cua. Anh Thái thân mến, thì sau cái thao tác là mình lên mầm một cũng như mình ứng dụng cái bộ giải pháp tạo mầm chờ, anh Thái thì không biết là sắp tới vườn của mình nó có những cái thao tác gì mà anh cần phải thực hiện không anh Thái?
So với anh thì ví dụ năm nay cái mưa nó nhiều nè, cái lượng gông nó cũng nhiều á. Em có cái bộ phương pháp, cái bộ giải pháp nào xử lý trước tiên là ba cái rong, thứ hai là cái nước thân xì mũ, tại trong thời gian mà mình làm rồi là không có sự hạn chế sử dụng. Dạ. Bây giờ em có trước cho anh, trước khi là cái mầm mình vô cái lên cái bắt lo. Dạ, cảm ơn anh Thái. Thì thật sự bà con thân mến, thì cái vấn đề bà con mình quản lý gông như đợt trước Phi Hùng ở khu vực Lâm Đồng cũng chia sẻ nhắc nhớ bà con mình rồi, là mưa nhiều và ẩm độ nó cao là một trong những cái điều kiện thích hợp để cho cái gông phát triển anh Thái. Và đặc biệt nha bà con, ở miền Tây thì mình lại rơi vào cái thời điểm là xử lý nghịch mùa. Thời điểm lúc này mưa rất là nhiều nên bà con mình quan sát là gông trên thân cành và cũng như gông ở dưới mặt lá nó rất là nguy hiểm. Thì ở đây anh Thái, thì hồi nãy anh có chia sẻ là anh đang ứng dụng cái bộ quy trình của anh em biên tập gửi cho anh. Thì ở cử tạ mầm thứ hai và thứ ba đó, thì Vi Hùng đã gửi gắm vô cho anh là chế phẩm Aigon 620. Thì đối với cái chế phẩm này, khi anh ứng dụng vào cái thời điểm mình tạo mầm thì mình cũng sẽ hỗ trợ quá trình phân hóa mầm hoa và mầm nào đó mình sẽ giúp cái cây của mình sạch gông. Đặc biệt cái chế phẩm Aigon 620 á bà con, nó có một cái hiệu ứng sủi bọt rất là đẹp bà con, nên khi bà con mình ứng dụng vào cử tạ mầm này thì mình nhờ cái Aigon 620 mình tẩy gông luôn. Và yếu tố thứ hai là những vườn mà lỡ không có ứng dụng cái quy trình của anh em ban biên tập mà muốn hỗ trợ quá trình cái mắt cua nó thoát mau thì thời điểm tẩy gông là thời điểm nào? Thì bà con thân mến, thì đối với cái tẩy gông á, thì bà con mình trong xử lý nghịch vụ nha, bà con mình có thể ăn gian qua cái thời điểm bà con mình cắt nhánh bơi anh Thái. Thì ở đây á, cắt nhánh bơi xong á, thì khi mình cắt thì mình sẽ để lại những cái vết thương hở. Mà những cái vết thương này nếu bà con mình kỹ á, thì bà con mình xử lý một cử thuốc bệnh kèm theo đó chính là cái tẩy gông. Thì lúc này vừa tẩy gông và cũng như mình vừa bảo vệ cái vết thương hở đó, tránh cái tình trạng là nấm bệnh tấn công. Thì ở đây bà con mình lên bắt lo xong tầm khoảng 3 tới 5 ngày sau thì bà con mình cắt bơi, thì bà con mình có thể dùng cái zip ra 500g zip ra mình cộng với cái thấm sâu 30 giây một chai, mình hòa cho 300 lít nước, mình phun vào thân cành mặt dưới lá và cũng như cái vết cắt nhánh bơi đó bà con. Vừa quản lý được cái gông nè, rồi sau đó bà con mình dùng cái zip ra mình quản lý luôn cái nước thân xì mũ. Thật sự anh thấy rất là hay nha, tại vì anh biết giai đoạn khúc sau đó bà con, giai đoạn mà đang nhú cái mắt cua non, nếu mà thời điểm này mình xài những cái dòng thuốc nó nóng quá thì lúc này nó sẽ gây nên hiện tượng là trái mắt cua giờ ngộ độc thuốc, nên ảnh chuẩn bị trước về cái khâu mà mình quản lý nước thân xì mũ. Thì đây là một số thông tin mà Phi Hùng xin gửi tới anh. Hùng cho nói thêm cái đó không? Bây giờ thí dụ hồi năm rồi thôi, chứ mặt mình thường mình làm hồi năm rồi là anh có làm rồi là thấy nắng quá cái nó hay bị trái lá đó cưng. Dạ. Năm nay mình có cái giải pháp nào mình cho nó cái lá vàng lá mình cũng như quản lý được cái trái lá mà phải lá phải dày. Dạ. Nói cho anh biết cách tham khảo rồi. Dạ, anh Thái thân mến, thì đối với cái trái lá thì có lẽ năm rồi nhà vườn nào canh tác cái sầu riêng đều sợ cụm từ trái lá sầu riêng. Thứ nhất là do cái biên độ nhiệt quá cao. Năm rồi những vườn làm thuận rơi vào tháng giêng với tháng hai, bà con mình thấy đi có khoảng nắng liên tục kèm theo gió. Đây là một trong những cái điều kiện cũng ảnh hưởng tới sức khỏe cây sầu riêng. Và yếu tố thứ hai là gì? Bà con mình phải tạo được một cơ đọt cho nó xanh dày lá và cũng như nó dày lá một xíu. Thì lúc đó cái vấn đề nấm bệnh tấn công nó sẽ hạn chế nha bà con. Thì ở đây đó anh Thái, thì về cái vấn đề là mình tạo và cũng như mình hỗ trợ quá trình xanh dày lá, thì bên công ty An Phát Nông có hai cái chế phẩm. Thứ nhất là cái nano kẽm, thứ hai là chế phẩm ABN Blood anh Thái. Thì hai chế phẩm này thí dụ như mình đang ở giai đoạn cơi 2 đi, nó già, cơi 3 chuẩn bị bước sang, thì anh có thể mình tưới Overgreen với G3, mình kích đọt kích rễ xong rồi 3 tới 4 ngày sau mình dùng Supercat ABN Blood mình cộng với cái nano kẽm mình phun ở ngoài để hỗ trợ quá trình phát triển cơ đọt và cũng như mình bổ sung thêm cái lượng kẽm dạng nano giúp cho lá mình xanh dày. Còn vấn đề mà mình quản lý trái lá thì Vi Hùng nhắc nhớ bà con mình nhiều rồi, đó chính là năm nay anh Thái mình chủ động mình quản lý ngay cả từ cái lúc mình tạo mầm luôn. Và đặc biệt như anh Thái, năm nay mưa nhiều, mấy nhà vườn mà có những cái bộ lá cũ á, mà những cái nhà vườn chưa xử lý cơi kịp á, những cái lá mà còn cũ á bà con, thì thấy mưa xuống là cái vết bệnh trái lá nó lan lại, nó tấn công vào liền. Nên năm nay được thì mình chủ động mình quản lý trái lá ngay từ đầu. Thì ở đây Phi Hùng cũng gửi tới bà con mình cái thời điểm quản lý trái lá rồi. Nếu nhà vườn mình kỹ một xíu thì sau cử tạ mầm 1 hoặc tạ mầm thứ hai, bà con mình phun giùm Phi Hùng một cử trái lá ha. Và ở đây thì cái bộ giải pháp Elixir cộng với khuẩn ABN bà con mình cũng có thể ứng dụng, hoặc là bà con mình dùng chế phẩm Top Loot mình cộng với cái Star Super. Thì những cái dòng mà Phi Hùng phối bà con nó không có nóng bà con, nên khi bà con mình phun thì lỡ có rơi vào những cái đọt non nè, những cái mắt cua non thì nó không có sao. Đây là một số thông tin cũng như một số cái lưu ý mà Phi Hùng muốn gửi gắm tới anh Thái. Rồi. Có câu một cắt thuốc phòng hơn một đồng thuốc chữa. Không chủ quan vườn cây lá khỏe sẵn mà có thể nhẫn nhơ trước tình trạng cháy lá có thể xảy đến khi tạo mầm hoa. Việc chủ động phòng ngừa lúc nào cũng mang lại sự an tâm và là bước đệm cho các thao tác kế tiếp.
Lầy hoay mà những áng mây đen từ xa đã kéo đến, luồng gió mang hơi nước lạnh tràn vào vườn cây. Chắc hẳn nắng mưa ngắt quãng thế này thì việc ngừa bệnh trên bông phải là nội dung tiếp theo được bàn tính. Rồi Hùng, giờ anh hỏi thêm ý nữa Hùng. Dạ. Ví dụ giờ trong thời gian mình lên Bắc Lo rồi đi, lên Bắc Lo là cái bộ sản phẩm Bắc Lo mình á, dạ. Mình lên xong rồi khoảng chừng 7 đến 10 ngày á, có lẽ chắc có những cái mắc cua mới sẽ xuất hiện. Dạ. Bây giờ thí dụ gặp mưa rồi sao em? Thí dụ mưa một ngày hay là mưa liên tiếp rồi mình xử lý sao em? À, anh Thái thân mến, thì có lẽ cái này là cái thực tế nhất nè. Tại mấy bữa nay bà con mình ra mắc cua xong mưa rồi nó lặn, xong bà con mình nói là mắc cua này mắc cỡ làng hoạn là mình mắc nợ. Thật sự bà con thân mến, trong cái khâu xử lý nghịch vụ nha, cái thao tác rửa nước mưa đối với mắc cua tuy là nó dễ thực hiện nhưng mà nó chiếm một phần quan trọng. Không chỉ là mưa đâu anh Thái, mà khi sáng sớm mà sương dày á bà con, tầm khoảng 6 giờ sáng mà tới 7 giờ mấy, 8 giờ mấy mà còn sương á thì mình cũng cần rửa cái mắc cua. Nhưng mà ở đây nè anh Thái, thì về cái vấn đề rửa mắc cua thì một số nhà vườn họ kỹ tính mưa mỗi lần rửa, nhưng mà năm nay thời tiết mưa hoài luôn nên cái thời điểm bà con mình rửa mắc cua cũng phải lưu ý giúp Phi Hùng. Thì hai cái dòng mà Phi Hùng rửa mắc cua nhiều nhất đó chính là cái nano kẽm và cũng như cái top lút. Thì đối với hai cái sản phẩm này anh Thái, khi anh tiến hành một lần rửa mắc cua rồi, nếu mà 3 tới 4 ngày gặp mưa thì anh không cần lặp lại chế phẩm này mà anh chỉ thay vào đó là cái nước sạch thôi. Nó là một cái điểm nổi trội chứ không phải là mưa xong thì mình cứ đem chế phẩm thuốc bệnh ra mình phun. Tại vì đối với cái dòng nano kẽm á bà con, thì đây là kẽm dạng nano, khi mình phun vào thì nó sẽ áo một cái lớp rất là nhỏ để bảo vệ cái mầm ngủ của mình. Còn đối với cái chế phẩm top lút thì nó chứa những cái gốc thuốc để quản lý đối tượng nấm bệnh. Đặc biệt nha bà con, Phi Hùng đánh giá được rằng khi bà con mình thực hiện những cái cử rửa nước mưa nó thích hợp và nó phù hợp với thời điểm vườn của mình thì nó cũng sẽ thúc đẩy cái quá trình ra bông cũng như là hình thành cái bông sầu riêng mình sớm hơn. Thì đó là một số cái lưu ý về cái vấn đề rửa mắc cua anh Thái. Nhưng mà ở đây á, cuối lời thì Phi Hùng cũng xin nhắc nhớ bà con mình luôn nha, ngoài cái vấn đề rửa mắc cua thì khi mưa dầm bà con mình cũng phải quản lý cái đọt giúp Phi Hùng. Thì Phi Hùng xin cảm ơn anh Thái đã dành ra một cái khoảng thời gian hai anh em ngồi lại và cũng như mình trao đổi những cái vấn đề sắp tới. Thì cuối lời Phi Hùng xin cảm ơn bà con mình đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Chúc bà con mình canh tác thuận lợi và thật nhiều sức khỏe. Coi lại đồng hồ thì giờ cơm trưa cũng đã trôi qua nhưng bụng dạ mọi người vẫn còn đang trống rỗng. Anh Thái nói, theo mà làm mướn thì quá giờ người ta kêu là buổi đứng, còn mình thăm vườn cũng đứng một buổi luôn. Tuy mệt nhưng ai cũng vui, và đặc biệt là đã tháo dỡ được các nút thắt trong suy nghĩ của anh Thái. Anh em sải bước ra về, mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến và ở lại với anh Thái trong niên vụ sầu riêng năm nay nhé. Bà con thân mến, nghe những quan tâm của anh Thái thì thấy xa xôi, nhưng mà thực chất là nó không hề dư thừa. Khi mà bà con thực hiện tốt những thao tác này sẽ giúp cho cây sầu riêng được khỏe mạnh, đồng thời giảm được những rủi ro xảy đến sau này. Vâng, và đó cũng chính là những nội dung cuối của đoạn phóng sự ngày hôm nay. Huyền Nhi cảm ơn quý anh, quý chú đã dành thời gian ra theo dõi những video clip trên kênh YouTube CAT An Phát Nông. Kính chúc quý bà con mình những vụ mùa đạt năng suất cao. Xin chào và hẹn gặp lại!